80 ngày mới gặp lại mấy em. 80 ngày còn 38 con. 38 con chị. Đây là quy trình phụ Akimot và Beta Glucan. Phụ thức ăn qua đêm. Hỗ trợ về đường ruột và gan tăng sức đề kháng. Trộn trước. Trộn trước cho nó ráo khô trước rồi đổ vào bao ni lông cột kín lại. Ủ qua đêm cho lên men cái thức ăn luôn, rồi sáng chỉ việc đổ ra máy cho ăn thôi, không cần phải trộn thêm nữa. Vừa đổ sao nó ráo vậy hả? Trộn đều mà ráo luôn, nó hết chín tay luôn. Cái trình này Tâm Việt đã đi nay rất là nhiều vụ rồi, thì hỗ trợ cho đường ruột, gan và tăng sức đề kháng rất là tốt trong suốt quá trình nuôi luôn, từ tôm nhỏ đến tôm lớn luôn. Tôm ăn số 0 với số 1 thì có thể là chưa ủ, nhưng mà riêng lên số 2 là bắt đầu là ủ về tôm lớn luôn. Ráo vẫn à? Dạ, đúng rồi đêm. Khách hàng ủ từ nhỏ đến lớn nay là tôm được 81 ngày, về sau khoảng 38 con. Đây, giờ quay lại là bắt đầu chuẩn bị đổ cho bao ni lông cột lại, ủ dưỡng khí. Qua đêm sáng thì tổ thức còn mấy trăm thôi.